Garo, Hắc Lang Trương hay Hoàng Kim Kỵ Sĩ Garo là phần phim khởi đầu của cả loạt phim Garo đình đám. Phim đã gây ấn tượng cho khán giả bởi phong cách làm phim vô cùng mới mẻ, tăm tối, đánh vào đối tượng người trưởng thành, với những chiêm nghiệm và triết lý nhân sinh vô cùng đắt giá. Garo, Hắc Lang Trương là một bộ phim mang đậm những giá trị nhân văn và nghệ thuật sâu sắc. Và ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu và cảm nhận 10 chi tiết mà chúng mình cho là đắt giá nhất của cả bộ phim. Chào mừng các bạn tới với RTK Media, chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé! Chi tiết đầu tiên mà chúng mình muốn đề cập tới trong video lần này đó chính là sự phản bội của Sở Phiến Khuyển Phương Đông. Ở thời Koga đang là ma giới kỵ sĩ với nhiệm vụ thanh tẩy horror ở Phương Đông, anh làm việc dưới sự giám sát của Tam Công Chúa thuộc Sở Phiến Khuyển Phương Đông. Tam Công Chúa khi xưa từng có một nhân dạng thống nhất, được chọn để kết nối nhân giới và ma giới. Tuy vậy, cơ thể của người đó đã bị phân rã làm ba và sống dưới nhân dạng trẻ em. Tam Công Chúa dù trên danh nghĩa là người của Sở Phiến Khuyển, giao nhiệm vụ và giám sát quá trình thanh tẩy horror của các kỵ sĩ, xong lại tiếp tay và làm nô bộc cho hắc ám kỵ sĩ Kiba, Barago, giúp hắn hồi sinh thủy tổ của loài horror, Meshia. Chi tiết này cho thấy sự phức tạp và đáng sợ của thế lực hắc ám trong phim. Những âm mưu to lớn nhất được che đậy một cách tỉ mỉ, kỹ càng bởi chính những kẻ không ngờ tới nhất, đặt tính mạng và sự an nguy của các ma giới kỵ sĩ làm việc dưới quyền lên bàn cân. Điều này phần nào cho ta thấy một cái tầm ở những kẻ phản diện trong vũ trụ phim Garo, những kẻ có toan tính to lớn, nguy hiểm và không dễ xơi một chút nào. Chi tiết đắt giá tiếp theo nằm trong tập 11 của series khi Koga phải đối đầu với một horror quỷ quyệt mang tên Dantalion. Sở thích của hắn là các trò chơi may rủi và giải đố. Hắn đã tiếp cận và bắt cóc Karu làm con tin. Để giải cứu cho Karu, Koga buộc phải tham gia trò chơi của hắn. Với trí tuệ của mình, Koga dễ dàng vượt qua những câu đố của horror Dantalion. Ở thử thách cuối cùng sau khi bị tiêu diệt, hắn đưa ra hàng loạt ảo ảnh của Karu, buộc Koga phải đưa ra lựa chọn đúng đắn. Koga chỉ được lựa chọn tối đa 3 lần. Điều nan giải trong thử thách này nằm ở việc suốt giai đoạn đầu của bộ phim, Koga chỉ tập trung vào nhiệm vụ của một ma giới kỵ sĩ và vô cùng thờ ơ, lãnh cảm với sự hiện diện của Karu. Sau, qua thử thách mà tên horror đưa ra, Koga buộc phải dùng trực giác cũng như cảm xúc anh dành cho Karu để đưa ra một lựa chọn đúng đắn nhất. Qua những lựa chọn của Koga, người xem thực sự biết được rằng thực chất, Karu đã dần chiếm một vị trí nào đó trong trái tim của vị ma giới kỵ sĩ lạnh lùng kia, chỉ là anh không bộc lộ điều ấy ra ngoài. Sau tập phim này, sự phát triển về tình cảm giữa Koga và Karu bắt đầu được triển khai một cách đầy tự nhiên và giản dị. Tiếp theo, Karu gặp lại cha trong ma đạo, một chi tiết không kém phần thú vị nằm trong tập 25 của bộ phim. Ở đó, cô biết được rằng khi xưa, cha cô cũng đã được Hoàng Kim Kỵ Sĩ tiền nhiệm Shajima Taiga, cha của Koga bảo vệ. Điều này lý giải cho quyển sách tranh mà cha của Karu để lại cho cô. Đồng thời, ta biết được sợi dây gắn kết giữa các thế hệ Hoàng Kim Kỵ Sĩ đối với gia đình Mitsuki. Những con người đã từng được Garo bảo vệ và cứu giúp, này chính là những nhân chứng sống lưu giữ câu chuyện về Hoàng Kim Kỵ Sĩ, để câu chuyện ấy cứ mãi lưu truyền lại tới những thế hệ tiếp theo qua từng nét bút của những người họa sĩ. Đồng thời trong khoảnh khắc này, Karu đã vẽ nên ánh sáng của hy vọng cho Koga, trao cho anh một nguồn sức mạnh mới để đương đầu với thủy tổ của loài horror, Meshia. Đó chính là nét bút của sự hy vọng, nét bút kiến tạo tương lai, tỏa dạng ánh sáng hoàng kim soi sáng con đường của người kiếm khách độc hành. Ở vị trí số 7 là cảnh Koga triệu gọi bộ giáp cho Karu thấy trước khi anh ra trận. Trước trận chiến sinh tử với Barago và hơn thế là thế lực mạnh mẽ Meshia. Không biết liệu Koga có còn sống sót để trở về hay không, Karu đã rất lo lắng cho sự an nguy của Koga. Biết được điều này, anh đã triệu gọi Hoàng Kim Giáp cho Karu thấy và cho cô biết về quyền năng mà bộ giáp này sở hữu. Điều này phần nào thay lời muốn nói cho Koga để anh có thể khiến Karu an lòng trước khi ra trận. Chi tiết đó còn như sự chứng giám cho tình cảm của Koga và Karu. Dưới ánh sáng Hoàng Kim đang tỏa dạng, hai con tim hướng về nhau với một sự thấu hiểu và tình yêu mãnh liệt. Vị trí số 6 của bảng xếp hạng lần này nằm trong tập 14 của series, tập phim hé lộ quá khứ của ngân nhà kỵ sĩ Zero, Suzu Murare. Suzu Murare lần đầu được giới thiệu trong tập 6 của Garo Hắc Lang Trương. Anh là ma giới kỵ sĩ tới từ Sở Phiến Khuyển phương Tây nhưng đã phá luật đi tới phương Đông để truy sát Hoàng Kim Kỵ Sĩ Garo, người mà anh cho rằng đã xuống tay lấy mạng người yêu của anh, Shizuka. Điều này dấy lên một câu hỏi trong lòng người xem rằng điều gì đã khiến Ray cho rằng Garo là hung thủ. Sự thắc mắc này đã được giải đáp cặn kẽ trong tập 14. Ray từng được biết đến với cái tên là Ginga. Anh được một ma giới kỵ sĩ phương Tây nhận nuôi, sống cùng Shizuka trong một căn biệt thự rộng lớn với sứ mệnh trở thành kỵ sĩ thanh tẩy horror sau này. Xong, bi kịch đã ập đến khi một ma giới kỵ sĩ bí ẩn đã tập kích dinh thự và lấy mạng Shizuka cùng sư phụ của anh. Gã kỵ sĩ này sử dụng kiếm pháp của Hoàng Kim Kỵ Sĩ, điều này đã khiến Ray nhầm tưởng rằng hung thủ là Garo. Chứng kiến người thân của mình ra đi trong bất lực, Ray đã vứt bỏ cái tên Ginga, trở thành Suzu Murare, mang danh ngân nhà kỵ sĩ Zero, quyết tâm thanh tẩy horror cũng như nuôi mộng trả thù Hoàng Kim Kỵ Sĩ Garo. Một tập phim khá thú vị khi nó tập trung xoay quanh nhân vật thứ chính của phim, cho người xem hiểu được quá khứ cũng như động cơ hành động của anh và thấu hiểu cho anh nhiều hơn. Đứng ở vị trí thứ 5 là chi tiết Koga liều mình cứu sống cho Karu. Ở lần làm nhiệm vụ đầu tiên, Koga đã vô tình khiến cho Karu nhuốm máu của horror. Một khi đã nhuốm máu horror, buộc ma giới kỵ sĩ sẽ phải ra tay lấy mạng người đó. Nếu không, tới ngày thứ 100,
nạn nhân sẽ phải trải qua sự giằng xé cả về thể xác và tinh thần và nhận một cái chết vô cùng đau đớn. Xong, Koga vì một lý do nào đó đã tha mạng cho Karu. Và qua hành trình của bộ phim, tình cảm của Koga dành cho Karu ngày một lớn, anh đã quyết tâm sẽ thanh tẩy cho Karu để cứu sống cô trước khi hết thời hạn 100 ngày. Để thanh tẩy cho Karu, Koga phải vào khu rừng Hồng Liên để tìm kiếm quả cây Varankas, thứ được canh giữ bởi ma đạo cụ mang tên rồng Grom. Koga đã có một trận chiến chảy ra chóc vẩy với rồng Grom để có thể lấy được quả cây Varankas. Trận chiến này đã cho chúng ta thấy được sự trưởng thành trong lý tưởng và mục đích chiến đấu của Koga. Anh không đơn thuần chỉ là một kỵ sĩ thanh tẩy horror, anh là một người bảo hộ, là người sẵn sàng liều mình vì sinh mạng của người khác và đặc biệt là để bảo vệ cho người anh yêu thương. Sự quyết tâm cứu sống Karu tới cùng đã đưa Koga vượt xa giới hạn của mình, cho anh sức mạnh to lớn để đánh bại rồng Grom và đem về quả cây Varankas cho Karu. Vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng lần này thuộc về chi tiết Koga lãnh hội Goten. Khi một ma giới kỵ sĩ phong ấn đủ 100 horror, anh ta sẽ được trao cho khả năng triệu gọi ma đạo mã. Đối với Garou, đó là Goten. Ở tập phim này, anh đã lạc vào trong ma giới và đối đầu với một Garou tiền bối, hiện thân cho chính bóng tối và những rào cản bên trong con người anh. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Thứ mà Koga đang phải đối mặt không phải là một horror nào cả, mà chính là bản thân anh. Đây là một cuộc chiến mà thắng lợi không được quyết định bằng đôi tay, mà là bằng lý trí. Vượt qua bản thân không chỉ đơn thuần là trở nên mạnh mẽ hơn, mà là biết chấp nhận cả sự yếu đuối và những khiếm khuyết bên trong mình. Sau cùng, Koga đã hiểu được điều này và đánh bại được bóng tối bên trong anh. Anh lãnh hội Goten và đương đầu với tên horror khổng lồ. Khoảnh khắc Garou triệu gọi Goten, tỏa dạng ánh sáng hoàng kim và rực sáng trên nền nhạc của ca khúc chủ đề Savior in the Dark, thực sự là một phân cảnh đủ khiến người xem phải sởn da gà, xứng đáng đứng vào vị trí thứ tư cho bảng xếp hạng. Nằm ở vị trí thứ ba, ta có chi tiết người cha horror. Là một ma giới kỵ sĩ, nhiệm vụ bất di bất dịch là thanh tẩy, lấy mạng những người đã sa chân vào âm ngã và trở thành horror. Trong một lần làm nhiệm vụ, Koga đã lấy mạng Morok Horror, hay còn được biết đến với nhân dạng con người là Miri Kamisugawa. Và rồi ở tập 21 của bộ phim, một horror đã tìm đến anh để bắt anh đền tội. Người đó không ai khác chính là cha của Miri. Ông được trao cho những viên đạn có linh hồn của horror, khiến chúng có thể nhập xác bất kỳ ai bị trúng đạn và thao túng họ. Tuy không hề bị horror nhập xác, ông đã đối đầu với Hoàng Kim Kỵ Sĩ để trả thù cho con gái mình. Đây là một trong những tập phim xúc động và để lại nhiều suy ngẫm nhất cho người xem trong series Sắc Lăng Chương, bởi ta thấy được mặt tối sau những gì mà giới kỵ sĩ làm. Tuy mang danh là người bảo hộ, họ thực chất không thể cứu được những người đã bị âm ngã nuốt chửng. Giết một mạng người, họ vô tình để lại nỗi đau lên đôi vai của những người còn sống. Không phải ai cũng có thể thấu hiểu cho nhiệm vụ của họ. Người cha trong tập phim này cũng vậy, bởi ông còn có thể làm gì khác khi không thể bảo vệ cho con gái của mình đây? Cầm trong tay phong ấn linh hồn của con gái mình, ông đã tự biến mình trở thành Horror Moloch, cảm nhận rõ từng nỗi đau mà con mình đã phải trải qua. Ông hiểu được rằng Garou đã giải thoát cho con gái của ông, và sau cùng, ông chấp nhận hy sinh tính mạng để được đoàn tụ cùng con. Giờ chúng ta sẽ tiến tới hai chi tiết mà mình cho là đắt giá nhất của phần phim này. Vị trí thứ hai thuộc về ván cờ của Koga với tu sĩ Amon trong tập 16 của phim. Tu sĩ Amon là bạn cũ của cha Koga, Shajima Taiga. Nay cha anh đã mất, Koga tới để thực hiện lời hứa còn dang dở của cha mình, đấu một ván cờ với tu sĩ Amon. Tuy vậy, đây không đơn thuần chỉ là một cuộc hội ngộ, hàn huyên. Qua ván cờ này, khoảng cách giữa hai thế hệ đã được kết nối. Koga cùng tu sĩ Amon chiêm nghiệm về triết lý nhân sinh trong cuộc sống, về nhiệm vụ của một ma giới kỵ sĩ bảo vệ cho con người. Thực chất, horror sẽ không bao giờ ngừng sinh ra. Chừng nào con người còn tồn tại thì tà tâm trong họ vẫn sẽ tồn tại. Và chừng nào vẫn còn tà tâm, horror sẽ vẫn được sinh ra. Tuy vậy, các ma giới kỵ sĩ phải tiếp tục chiến đấu dù chặng đường có gian nan tới thế nào. Nhưng nhiệm vụ của họ là thắp sáng cuộc đời và bảo vệ cho con người. Một ván cờ thôi nhưng đã phần nào giúp cho Koga có một quyết tâm vững bền để sẵn sàng xả thân bảo vệ cho người khác. Tập phim còn hé lộ sự tồn tại của kẻ phản diện cuối cùng trong series, Hắc Ám Kỵ Sĩ Kiba, Barago, một trong những kẻ phản diện ấn tượng nhất trong loạt phim Garou. Trước khi đi vào chi tiết cuối cùng mà mình cho là đắt giá nhất cả bộ phim, chúng ta cùng điểm qua một vị trí danh dự dành cho một chi tiết tuy không được tính trong bảng xếp hạng nhưng rất đáng được nhắc tới, đó là cảnh cuối cùng của Garou Hắc Lang Chương. Sau khi đã đánh bại những thế lực tà ác trong phần phim, Koga từ biệt Karu để lên đường tới làm nhiệm vụ tại Sở Phí Quyền Phương Bắc. Karu đã tặng cho Koga một món quà thay cho lời từ biệt, đó là quyển sách tranh về Hoàng Kim Kỵ Sĩ Garou. Koga trên đường đi tới phương Bắc đã đọc cuốn sách ấy, xen lẫn với đó là muôn vàn cảm xúc và hoài niệm mãnh liệt anh dành cho Karu. Và rồi, chàng ma giới kỵ sĩ lạnh lùng, người khoác lên mình một vẻ ngoài nghiêm nghị khi tiếp xúc với tất cả mọi người xung quanh ấy đã rơi nước mắt, giọt nước mắt cho những tình cảm và kỷ niệm giữa anh và Karu. Trên giai điệu của bản nhạc Anh Lĩnh, khung cảnh đó tuy thật giản dị nhưng đã quá đủ để chạm tới cảm xúc của người xem như một cái kết ấm lòng đầy viên mãn cho cả hành trình suốt 25 tập phim. Chi
tiết cuối cùng mà mình cho là hay nhất cả bộ phim, đó chính là quá khứ khi Koga nối bước cha trở thành ma giới kỵ sĩ. Tập phim tiết lộ về thời niên thiếu của Koga, khi cùng cha rong ruổi khắp nơi để tiếp nhận con đường trở thành ma giới kỵ sĩ. Saejima Taiga là một người nghiêm khắc, lạnh lùng nhưng lại vô cùng thương con. Ông có một người đệ tử là Barago, kẻ đã làm phản đi theo con đường trở thành hắc ám kỵ sĩ. Taiga phải chịu trách nhiệm cho sự sa ngã trong nhân cách của Barago. Ông đã quyết chiến một trận đấu sống còn cuối cùng với hắn. Xong, vì bảo vệ cho con trai mình, Taiga đã hy sinh, để lại cho Koga biết bao nhiêu niềm đau xót. Cha đã mất, nay Koga phải hạ quyết tâm nhiều hơn nữa để có thể nối nghiệp cha. Cái tên Koga trong tiếng Hán có nghĩa là cương nha, răng nanh thép, ám chỉ hoàng kim giáp, còn Taiga mang ý nghĩa đại hà, dòng sông lớn. Xong, nếu cái tên Koga được viết theo một cách viết khác, sẽ có nghĩa là tiểu hà, một dòng sông nhỏ. Sau khi Taiga mất, cảnh Koga luyện tập miệt mài trong suốt 3 năm dòng nối nghiệp hoàng kim kỵ sĩ có hình ảnh dòng nước suối chảy qua khe đá. Dòng sông đại diện cho dòng chảy vĩnh hằng, ám chỉ sự sống và sự trường tồn. Không những ám chỉ sự tiếp nối các thế hệ man giới kỵ sĩ, mà còn là nỗ lực đấu tranh không biết mệt mỏi của họ trong việc bảo vệ sự sống, bảo vệ sinh mạng con người. Đá là đại diện cho những rào cản và ý niệm bất di bất dịch, ám chỉ loài horror, là hiện thực hóa cho âm ngã luôn tồn tại trong bản chất con người, đồng thời là những thử thách trong cuộc đời của một kỵ sĩ. Nước chảy đá mòn, dòng suối sau một dòng chảy dài sẽ dần chảy mạnh hơn và hòa làm một trở thành sông, thành biển. Dòng chảy này sẽ dần một mạnh lên và xói mòn cả đất đá. Ám chỉ những nỗ lực không biết mệt mỏi một ngày sẽ được đền đáp và âm ngã, bóng đêm sẽ bị ánh sáng từ thanh gươm kỵ sĩ thanh trừng. Sau mọi nỗ lực cố gắng, cậu nhóc Koga ngày nào đã lớn khôn, đã trở thành một người đàn ông rắn giỏi, đủ sức vung lên thanh kiếm Garoken làm từ Soul Metal, kế nghiệp cha trở thành hoàng kim kỵ sĩ Garo, thực thi những di nguyện còn dang dở. Trên đây là 10 chi tiết đắt giá nhất trong season 1 của loạt phim Garo, Garo Hắc Lang Trương, được mình tổng hợp lại để đưa tới cho các bạn. Nếu các bạn có cảm nhận khác hay có cho mình những chi tiết đắt giá hơn trong bộ phim, hãy để lại comment ở phần bên dưới cho chúng mình biết nhé. Đừng quên subscribe cho kênh để tiếp tục theo dõi những video mới nhất được chúng mình tung ra trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. Annette đã hết tất cả phong ấn. Mày là cuối cùng. Joker. Tôi và mày là chiến đấu mà không biết gì cả.